Hello, xin chào các khán giả của Trung tâm Dược Thảo. Để nối tiếp chương trình thì chúng tôi xin cho ra một cái video clip mới. Xin giới thiệu đây là siêu quậy thứ ba của chúng tôi, là bé Suri. Bé năm nay được 1 tuổi rưỡi. Lúc rảnh thì bé cũng phụ mẹ đi bán rau. Rồi sau ngoài giờ bán rau thì thỉnh thoảng mẹ vẫn dẫn bé đi chơi công viên, hoặc là đi chơi những chỗ đi chơi cho những em trẻ. Bé rất là thích thú. Để đến gần đứng ngồi coi. Năm vừa rồi bé rất là ngoan nên được mẹ cho đi chơi ở biển Long Hải. Khi mà bé thấy nước á, thì bé rất thích, bé chạy xuống bé bơi liền à. Bé Suri của chúng ta rất thích là chạy xe mô tô. Bé ở nhà mỗi tối là cứ tập dượt chạy xe dù lớn hay nhỏ, nên thỉnh thoảng khi bé Tony tới chơi thì hai cháu đều chạy xe vòng vòng ở ngoài sân vậy đó. Thằng Tony này kỳ ghê kê, nó quẹo trái mà nó quẹo phải, quýnh cho mày bây giờ á. Bé My ơi, ra giúp đỡ cho Tony nè, không thôi bị Suri nó quýnh cho. Mỗi tối thì bé phải uống sữa, thành ra bé hay order qua điện thoại. Nào, cho tôi một bình sữa đây. Sữa kỳ này béo ghê vậy đó. Bú kiểu này cũng được luôn. Làm gì vậy bé Suri? Đang phê mà cứ kêu hoài. Bạn có thấy gia đình siêu quậy này chưa? Lần đầu tiên bé Suri được cắt tóc nha, bà ngoại cắt tóc cho bé bằng cái máy mới mua đó nha. Thấy bé có đẹp trai không? Cuối tuần thỉnh thoảng thì bé cũng hay theo bố mẹ đi chùa lễ Phật. Bé mong sao cho tất cả mọi người trong gia đình được mạnh khỏe, được vui vẻ và vạn sự như ý. Thì bé theo mẹ đến trường mẫu giáo. Bé ở đó với mẹ từ thứ hai đến thứ sáu. Ở trường rất là vui, bé rất thích là đi học. Hôm nay là sinh nhật của bạn mình.
Nhưng mà bé đói quá, bé ăn đại cái bánh này trước đã. Bé cũng nghĩ rằng là mai mốt bé lớn thì bé sẽ làm xiếc. Bé tập dần từ từ. Trời ơi, có ai giúp tôi không? Tôi xuống mà xuống không được. Mẹ ơi, giúp con nè. Thỉnh thoảng thì bé cũng được bố mẹ chở đi chơi vòng vòng Sài Gòn, thành phố để ngắm các thương xá mới được mở ra. Thấy ngầu không? Điệp Viên 007 đó nha. Bé dễ thương không? Trời ơi, tóc mới chải mà sao nó dựng đứng lên rồi kìa. Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của các khán giả đã gửi ào ào những cái video clip về đây. Thành thật cảm ơn rất nhiều và mong sự ủng hộ của các bạn.